Sáng ngày 16 tháng 8, Công an huyện Tân Lạc phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Do Nhân trao tặng hỗ trợ 28 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo đó, Công an huyện đã trao tặng 28 hộ dân thuộc xóm Khi, xóm Sống, xã Do Nhân mỗi hộ 2 triệu đồng. Xóm Khi và xóm Sống là hai xóm đặc biệt khó khăn của xã Do Nhân, với mong muốn chung tay giúp đỡ bà con nhân dân xây dựng đời sống văn minh và chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tân Lạc đã trích từ tiền lương quyên góp được số tiền 5-6 triệu đồng giúp đỡ bà con làm nhà tiêu và vệ sinh. Tại buổi trao tặng, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình, mong muốn nhân dân hai xóm cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những món quà tuy không nhiều nhưng đó là tình cảm của các đồng chí chiến sĩ Công an huyện giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn này thay đổi thói quen sinh hoạt và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ và tô thêm hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân.